Xin chào tất cả anh em nhá. Đây hôm nay có một một anh ở dưới lên chơi, bảo anh em mình bảo vợ chồng mình chuẩn bị đây này, làm mấy em con ngan đây này, đấy một két bia này, với cả một cơn thịt bò để nướng tái. Đấy anh ấy bảo tí bảo lên, bây giờ anh ấy chuẩn bị đến mình rồi, giờ là mình chuẩn bị vợ chồng mình chuẩn bị làm cơm tối anh em ạ, rửa hãm tiết canh với cả xiên thịt bò nướng thôi. Nếu có gì lái anh ấy để sáng mai tính toán sau. Giờ tối rồi thì không biết chế biến món gì. Đấy. Ôi, hàm tiết canh đã. Đấy, hàm tiết canh chứ phải hai bát anh em ạ. À. Một bát muối với cả một bát mì chính. Lúc là đánh thì hòa tan với nhau. Ôi, cặp tiết á. Ok. Ồ, phết cái điều này. Giống như con diều hâu luôn đấy, to khí khủng chưa? Đúng rồi mày, gặp hàng già. Ở đây vợ, ở đây. Vợ à, sau này cầm cầm hộ trước đi. Sôi sục rồi. Ai da. Là đấy, con này căng đấy, con này. Ai. Chô. Cái cánh nhìn khủng khiếp luôn. Quá nóng. Đây rồi, xôi rồi anh em ạ. Đấy, ngan già đúng không? Đấy, rồi bây giờ thì làm món này đã vừa ạ. Món là thịt bò nướng tái. Thịt bò xiên nướng, còn nướng hạt mướp mất khén là để anh ấy thưởng thức. Đây, anh em ạ. Nướng tái ăn thịt bò ấy để tẩm chéo ăn. Hôm nay thì anh ấy lên hỏi anh ấy, anh ấy bảo không ăn pịa thì thôi, hôm nay thì mình không lấy pịa đấy. Đấy. Thì ăn thịt bò tẩm chéo thôi. Nướng tái tẩm chéo thôi anh em ạ. À, ngon đấy thì rồi ơi. Ây da. Ui, ngan già anh em ạ. À. Là một con ngan to nhưng mà dính hàng già. Ây da. Không quá. Làm mặt canh. Nước ngon đấy. Rồi.
lòng của nó là làm thích canh. Có. Nhưng mà bây giờ sợ là bây giờ là nó hơi hiếm bởi vì họ đi gạo nhiều ấy, đi lấy thật về bán nhiều. Con này nhiều tiết quá ông Kiên ạ. Con này lánh thì quá ok luôn. To nhiều tiết. Không phải nhiều tiết. Nhiều tiết chứ. Không phải nhiều. Nó chỉ lông cứng thôi anh Thơn ạ. Lông cứng thì tốt chứ. Ờ. Sợ bố không nhai, sợ bố không nhai đấy. Không lạc gì. Bố Thơn à, hôm nay bố Thơn là xuống. Hôm nay là bố Thơn xuống phố tóc tai đẹp trai ác nhờ. Làm gì đẹp trai? Làm xấu xí hơn bất thế nhờ. Phong lộ ác rồi, hôm nay. Chẳng mấy khi xuống phố. Chẳng mấy khi đến đây. Ờ. Chẳng mấy khi đến chỗ một con. Xấu xí là phong lộ phết. Bắt giấy là gần nữa thật đấy, cặp tay xanh với cặp tay lợn, tay vàng, tay gì, tay trắng nữa, cặp tay không biết người ta là tay gì màu màu. Màu lên. Tay nó màu màu lên thế à? Đó, màu gì ạ? Già thì là già, trẻ năng nhanh là vỡ, mọi người không có nhớ. À. Bằng khó lắm. Ờ, tháng 2 là lọc một tháng. Ờ, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Ê, tháng 6 thì mất là tháng 5. Lọc một tháng. Măng này cũng mỏng gai lắm ấy. Thêm mũi khối này hơi mỏng gai ấy. Măng tháng 2 đây này. Lắng thì cả trên núi này nó cũng toàn bằng cái lắng hết. Cơi thì thế rồi nhưng mà nó mọc. Thì mấy núi này không mà lắng nhiều. Vâng. Mọc măng á, cây này là măng lá này à, 4 tháng, bây giờ là 4 tháng, 4 mọc rồi, mọc quấn. Đắng này, mấy. Gió. À, anh Thơn ạ, à, chẳng có gì ăn đây này, làm một ít thịt ngan. Đấy, anh em mình ăn như này thôi nhỉ, dân giá. Rồi, đây ok rồi. Mất kẹo nhé. Đấy, đấy. Đấy, món đấy, ăn ăn tái luôn. Ăn món anh tái ơi, anh Thành mang luôn đấy, anh Thành ơi. Mang luôn à? Ờ, ăn tái luôn thôi, ăn lúc nóng này. Ăn nóng không phải ăn tái đấy, ăn nóng. Ăn nóng, ăn nóng. Ăn cho nó nóng. Anh Thân dịch lên trên này tí đi. Thoải mái. Sắp đây. Thỉnh thoảng xuống phố tóc tai. Không phải tỉnh thoảng. Phết đấy chứ. Nhịp nhàng thẳng cho con. Bây giờ nhịp nhàng cho con nha. Năm mươi lần phố, người nhìn thon hẳn. Năm mươi xuống lần. Năm xuống lần này Thành nhờ. Năm số lần, năm gặp lần. Ừ. Ngon mọi người đúng không? Đấy, ăn tái thì nó ngon. Đấy, mùi hạt mắc khén. Ừ đấy. Riêng hạt mắc khén thì để ấp thịt nướng như này được. Bây giờ cá nướng là ok luôn. Chuẩn bài của nó này. Đấy, hạt rổi ấy. Hạt rổi, hạt mắc khén ấy. Đồ chưa? Thế cũng tủ quá. Đây đồ chưa? Xếp tủ bên đây. Thái gì đấy? Nhau phải đấy. 5 người, 5 cái. Được chưa? 5 người, 5 cái. Được chưa? Không, cái này chỉ rót lần đầu tiên thôi, lần sau ấy. Không phải rất là trước. Mỗi người muốn là cái. Một cái thì rót từ đó. Đúng không anh Thành nhỉ? Đúng rồi. Uống ít thì rót ít, mà cứ uống nhiều thì rót nhiều. Ờ đấy. Đây Thành đây. À, ai của mình đây. Mình à. 1 2 3 2 là 1 2 4 2 9 4 1. Tính điểm. Đây. Vào. 5 1 0 nhá. 5 1 0. Anh à, ở gì nhỉ? Cứ anh thằng Thơ. Vâng. Con đảo. Vâng. Xin chào nhá. Vâng. 5 1 0 anh nhá. Hôm nay chẳng có gì nhỉ? Có một anh ở anh tên là Lào ở Cần Thơ lên chơi thì chẳng có gì nhỉ? Anh em mình cạnh ché nhau. Có gì đi lại xong em chơi nha anh nhá. Rồi, xin mời tất cả anh em nhá, ăn cơm cùng gia đình nhá. Anh em nhá.
Cũng có gì ăn anh em, hôm nay thì anh Đào lên muộn quá. Không, anh em không kịp gì. Anh em không có giờ được có muộn. Rồi, xin mời tất cả anh em. Có gì ăn đấy nhá. Anh em uống rượu à? Có giờ đấy nhá. Anh em uống bia. Đi anh em rượu chè đi đôi với nhau. Có gì ăn đấy nhá. Một đỏ à? Ai à. Nửa rồi. Rồi anh Đào dùng lên nhá. Anh nhá. Đây, chẩm chéo này, chẩm chéo à năm đỏ. Gan. Thử cái món là ở đây tương thối, ở đây tương thối anh ạ. Phương phức luôn. Tương đấy, thơm. Không? Cảm giác kiểu là tương thối nhưng mà nó có chẳng thối đâu. Đấy ăn. Ngon mà. Ờ ngon đấy, chấm có này các loại chấm luôn, rau củ quả, quả cà, quả bà, đậu, quả sung. Đấy. Đậu lá ở đấy, không. Các loại rau luôn, giống như kiểu rau má rồi nhé, thì chấm quá đỉnh luôn. Rau má. Nó còn phá đường tàu đấy anh Thành ạ. À. Thôi, mình đã đây tàu ăn. Chân. Đường tàu nó còn sắt là mình nghĩ là phá. Đúng đi. Món nào ấy. Món tàu này là tái ngay. Thôi, chẳng tái cho đi. Phá được tàu đường sắt người ta, bao nhiêu toa, bao nhiêu đô. Đừng nói thế. Còn xe chừng không nói, mà còn phá. Anh Thân đây, anh Thân, đây đi. Ông lên rồi ăn cơm. Một hai cốc thì còn... Phá là... Phê như anh nào nhỉ? Phá gì? Phê. Phá bệnh cho người chứ anh nhá. Ok nhá, sức khỏe anh nào nhá. Hôm nào có dịp lên thì cứ lên mà em chơi. Đấy, biết nhà biết cửa rồi thì anh em đi lại với nhau thoải mái. Rồi, lên. Đúng anh nào ơi. Sức khỏe nhá. À, sức khỏe anh Thân nhá. Ờ, thỉnh thoảng xuống phố phong độ phết nhá anh Thân nhỉ. Đẹp trai đấy. Đẹp trai nhất xã Trường Dông. Xấu xí Trường Dông. Ờ. Xấu nhất Trường Dông. Xấu xí Trường Dông. Ok. Nào anh Đào ơi, dùng tiết canh em đánh như này. Đây, tiết canh ngan này này. Đây, đông cứng như này. Mời tất cả anh em nhá. Đào đây đây, anh Đào ơi. Quá mời luôn. Quá mời nhá, không phải mời, quá mời nhá. Toàn được tuyệt vời. Thơm ngon. Đủ gia vị luôn. Mời tất cả anh em nhá. Rất tươi ở đây chỗ này nhá, anh Thành nhá. Vâng. Tự nhiên đây nhá. Chào. Mời. Mời đây anh mời tất cả anh em. Miền Nam ở đấy, miền Nam miền Bắc tất cả anh em. Đấy, ớt tươi của em ăn nó sướng, ăn nó ăn cho anh Đào này ăn nó ngập ấy, kiểu ngập mỏ ăn nó sướng. Thấy biết rồi, hôm nay với đứa thằng đó là đứa thằng của anh làm món thức ăn cho ăn á. Vâng. Đã quá đã. Quê Tây Bắc là ở đây để sinh ra. Thế ta hay ăn sống. Ngon. Không ngon là hơi ngon. Ăn sống đàng hoàng ấy. 80% ăn sống. Này dùng đi nhá, dùng đi. Anh Hải ơi, dùng đi, đúng lúc nó này. Tự nhiên anh ạ. Tự nhiên thôi. Bò nước tái này. Rồi, thoải mái nhá. Ăn sống ở trên Tây Bắc Sơn La là 80% ăn sống. Có bia đây Thành ơi. Mang bia ra đây rót đi. Ông nào uống bia đúng không? Thế anh Thành uống bia, uống rượu không thế nào? Là uống rượu. Ở đây uống hết cơn này. Đấy uống rượu cùng anh Đào đi. Lóc. Anh Đào uống. Sơn anh Tóc này. Lóc. Đừng uống cái rượu mà chú anh thì tối nhảy tâm tâm. Cốt là cốt 20 đấy. Cốt 20 làm cái gì? Nhìn cốt đi. Lao lao đây. Rồi ok. Rồi. Nào lao đây. Đấy, các ông thích nâng nâng độ gì? Thích nâng độ mà, nhiều luôn phải không? Cái nào cũng độ thôi mà, cái nào? Ok. Mới thử mà. Đấy, rượu phải ngon. Ngọc, có đâu? Rượu ngon mà. Anh em mình ngọc. Rượu ngon phải có bạn hiền, anh Đơn ạ. Rồi, đi. Anh em mình uống bia để nó tỉnh ra. Tất cả hán nhau. Uống bia cho nó tỉnh ra thôi. Uống bia để nó tỉnh ra, anh Đơn ạ. Không phải uống bia tỉnh ra. Uống gì cho tỉnh mắt, cho sáng. Đúng rồi, cho nó sáng mắt. Mắt nó sáng thì nó quá sáng. Đấy. Nhìn cho tầm xa. Nhìn tầm xa. Lúc chú gọi anh ăn đấy nhá, dùng đi. Cho anh tự nhiên đấy nhá. Lúc chú gọi anh đặt đường bia rồi đấy. À đi.
phết ác mai bữa thì cắt cả phết nội nó ớt gì ớt nhưng mà nó cay. Hai cái lao đầu là làm ra cái gì? Ừ. Cái nào mà gá chẳng hay khen rồng đúng không? Ừ. Nói thì nói nhưng mà ai mà nói hết. Đã nói rồi nói cho nó hết đi chứ còn gì. Nói hết rồi. Nên nói hết là cái gì này? Nói hết nó không vui. Ừ. Nó nói một nửa thôi. Đấy canh nha. Anh Đạo nha. Ừ. Canh quả mướp này ngon lắm. Ngọt đấy. Như trong nó có chú thì là trong đấy thì nếu mà đồ hải sản thì rất là nhiều nhỉ. Nhiều lắm. Ví dụ cá kiếp các thứ cá khô sau. Đó, anh cứ ok đây đi. Cái canh to là xuống. Cua. Anh Đạo này này, tụi tí canh trước đi. Đó rồi. Rồi ra trăm. Bây giờ đang nói. Xin phép với nè, chủ nhà nhé, cậu kia. Ba cơi chùm lại. Cái gì thế nào? Ba. Ba là ba. Quá là tuyệt vời. Cho cái gì? Hoang là hoang gì? Ai ba gì? Cái cách gì? Là con người bây giờ cũng thế mới đúng. Được không? Thôi nhé. Mời. Thả con xuống đi. Mời. Có lúc hẳn là cái thử cái túm xuôi xám cô thì lẩu nè. Này, xem bên này. Nào, đây nào. Đấy, đây này. Ba anh em mình một lẩu luôn đi. Rồi, vào đi. Ba anh em ở miền Nam, miền Bắc, ở Huế, ở trong, ở giữa. Giờ trên này có mạnh không? Như nào? Không mạnh. Vẫn rượu gạo. Đúng không? Ừ. Trong bà đạt đi. Bọn 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 thế là cái vai mới coi cái này quả túi này nè. Ê, à là cái miếng nhàng em ạ. Mèn quả. Đúng rồi. Mà nó mèn quả, mình phải chín giếng nó nên tao ăn cũng hơn mà. À. Ta cũng thám nó bà lạt này. Mới chín lẩu chen này. Lẩu này này, chú đi nhá. Rồi. Cây dây áo. Ừ, mày mở luôn mà. Kiếm được không? Còn kém rồi.